Hãy cùng tôi dạo quanh một vòng để cùng chiêm ngưỡng mặt ngoài của các tác phẩm tranh gỗ bên trong khuôn viên nhà thờ Hậu Bùi Việt Nam. Đây là mặt ngoài của các tác phẩm tranh gỗ, và các cái mặt ngoài này thì đều đang nói đến các cái mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, hay là những cái cảnh sắc ở những cái địa điểm, ví dụ như ở đây là hồ Hoàn Kiếm này, cột ở chùa một cột hay tháp rùa này, những cái cảnh mà thiếu nữ đi chơi mùa xuân ở trên vùng cao, rồi những cái bức tranh nói về tình cảm gia đình, nói về cảnh sắc của quê hương, nói về những cái triết lý, hay là nói về những cái câu chuyện mang một cái âm hưởng tốt lành cho đời sống của chúng ta. Cảnh đi cấy, đi cày, đôi chim uyên ương, những cô, những bà đang đi cấy, cô gái đi hái sen. Cảnh đua thuyền, các cái dân tộc đồng bào, đây là các cái đồng bào Tây Nguyên, cảnh sinh hoạt. Đám rước, vinh quy, nhã nhạc ở trong kinh, đây là cảnh nhã nhạc ở trong kinh thành Huế. Đám rước ở những quê hương miêu tả lại những cái khung cảnh đám rước vào mùa xuân. Lễ hội Tịch Điền, một trong những lễ hội rất là nổi tiếng. Ông bà cùng khấn vái trong ngày xuân, cầu gia đình bình an, gia đình cùng gói bánh chưng. Phía mặt đằng trước đây là ở bên ngoài, chúng tôi đục những cái hình con rồng để thể hiện cho cái sự uy nghi và cái sự trang nghiêm. Đây là các cái ô cửa được đục bốn mùa với các cái chủ đề hoa khác nhau. Và đến đây thì quý vị vừa đi hết một vòng xung quanh bên ngoài của nhà thờ Hậu Bùi Việt Nam. Và các bạn cảm nhận và ấn tượng nhất với bức tranh nào, hãy cùng chia sẻ cho chúng tôi nhé.